Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, tình hình mưa lũ ở Trung Quốc đang hết sức căng thẳng, nhiều nơi bị ngập sâu từ 2 tới 3 mét. Nhiều tờ báo của Bắc Kinh rạng sáng sớm ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, đã cho biết rất nhiều khu vực nổi tiếng của Trung Quốc đã bị ngập chìm trong biển nước. Một trong những nơi có khu vực đẹp nhất của thủ đô Bắc Kinh, đó chính là quảng trường Thiên An Môn. Vào đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay đã bị ngập sâu từ 3 tới 4 mét. Những ngôi nhà cao từ 7 đến 10 tầng đã nhanh chóng bị ngập tới tầng thứ 3 và thứ 4, khiến cho tất cả các cơ quan ban ngành và cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình phải hủy bỏ các cuộc họp cao cấp cũng như là các lịch trình đã sắp đặt từ trước. Theo Trung tâm Báo động Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, những điều tồi tệ nhất của thiên nhiên được cho vẫn đang tiếp tục rội xuống đầu của Trung Quốc. Điều này đã khiến cho thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố khác hoàn toàn bị tê liệt. Toàn bộ sân bay, nhà ga, bến cảng đã ra thông báo hủy chuyến và rời lịch sang những ngày khác. Bởi vì mưa lũ trong nhiều ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, làm cho nhiều thành phố phía Nam, phía Tây, phía Đông của Trung Quốc bị gián đoạn và bị tê liệt. Nhiều hoạt động ở đây bị ngắt quãng và điều đó đã làm cho Bắc Kinh đang hứng chịu những điều tồi tệ nhất và đen tối nhất trong lịch sử loài người. Nhiều ý kiến cho rằng tất cả những điều tồi tệ và đen tối kể trên đều do người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình gây ra. Bởi vì trong nhiều năm vừa qua, ông ta được cho là đã có những đường lối sai trái và những chỉ đạo sai lầm khiến cho Bắc Kinh liên tục rơi vào thảm cảnh tồi tệ nhất. Một trong những tội ác cũng như là những cái âm mưu đen tối đó là việc ông Tập điều quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm Biển Đông. Ở đây là muốn đi xâm chiếm các hòn đảo thuộc vùng biển của Việt Nam. Nên bây giờ, chính quyền của ông ta đang phải chịu tội từ mẹ thiên nhiên và đấng tối cao, Đức Chúa Trời đang ra tay trừng phạt Trung Quốc. Kính thưa quý vị, người ta hay nói vui với nhau rằng, một khi cô thương thì muốn làm người bình thường cô cũng không cho, còn một khi trời phạt, những kẻ mạnh đến đâu cũng sẽ bị nhấn chìm. Và dường như câu nói trên đang dần ứng nghiệm đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình ở thời điểm hiện tại. Một chính quyền được cho là ngỗ ngược, ngang tàng và hung bạo nhất trong lịch sử của loài người. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết, trong những năm trở lại đây, Trung Quốc nổi lên như một siêu cường của thế giới. Nhiều ý kiến còn cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ vượt qua Mỹ và Nga để trở thành cường quốc số 1 trên hành tinh này. Nhưng rất tiếc là sau một loạt các tội ác của ông ta, giờ đây Trung Quốc bị trời phạt thật sự. Theo các nhà quan sát cho biết, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã phải trải qua 82 ngày đêm không biết tới ánh sáng của mặt trời, không có một tia ánh sáng nào chiếu rọi vào thủ đô Bắc Kinh. Bầu trời của Trung Quốc suốt 82 ngày đêm vừa qua chỉ có một màu duy nhất, đó là màu đen tối và u ám. Bởi vì những đám mây đen xì liên tục mang theo những trận mưa to đến rất to, trút xuống hàng triệu tấn nước từ trên trời đổ xuống vùi dập Trung Quốc, làm cho nhiều khu vực, nhiều thành phố bị ngập lụt. Có nơi nước chưa kịp rút hết thì một trận mưa nặng hạt và lũ ống, lũ quét xuất hiện lại tiếp tục nhấn chìm và san bằng tất cả. Có thể kể đến như khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và nức tiếng trên thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn có niên đại lên tới 2.000 năm, liên tục bị mưa lũ nhấn chìm trong suốt 82 ngày đêm vừa qua. Được biết, trước đây khu du lịch này hàng ngày đón tiếp hàng triệu khách nước ngoài tham quan và thưởng ngoạn vẻ đẹp cổ kính hoang sơ, thơ mộng, thì 82 ngày đêm vừa qua khu vực này đã không có một bóng người. Vì bây giờ những nơi đây chỉ toàn là nước, nơi đâu cũng mênh mông biển nước, đường phố biến thành sông, hồ đập thì đều bị vỡ, người dân sơ tán đi muôn nơi. Ở nơi đây bây giờ chỉ còn một cảnh tượng hoang tàn như thời đi khai hoang lập địa. Các nhà thống kê của Trung Quốc cho biết thiệt hại với mưa lũ gây ra cho Trung Quốc lên tới hàng tỷ đô la và không thể nào có thể khắc phục trong một sớm một chiều. Rất có thể mất hàng trăm năm về sau, những khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc cũng không thể nào khôi phục lại được bởi vì mưa lũ năm nay được cho là kinh hoàng nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm ở tỉnh Hồ Nam. Tỉnh Hồ Nam lại nằm giáp danh với tỉnh Hồ Bắc, nơi chứa con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp. Và khi mưa gió bão tố ập về, hai tỉnh này được cho là bị nhấn chìm đầu tiên ở Trung Quốc. Đây chính là lý do vì sao hai tỉnh này được cho là thiệt hại nặng nề nhất bởi mưa lũ năm nay. Trước đây, Trung Quốc rất tự hào về hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc vì đây là hai thành phố sầm uất nổi tiếng, là đầu tàu gương mẫu về kinh tế, chính trị, văn hóa và du lịch.
Nhưng từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, thì thành phố này đã biến thành thành phố ma và mưa lũ trong suốt hơn 2 tháng vừa qua vùi dập. Cho nên, hai tỉnh này giờ không khác gì là sa mạc Sahara ở châu Phi. Các quan chức và giới cao tăng của Trung Quốc đã phải bỏ đi xa nước ngoài để sinh sống, số khác thì di tản đi các nơi. Số còn lại thì không có tiền vượt biên trái phép sang các nước láng giềng của Trung Quốc. Đây chính là lý do vì sao mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ra tay trừng trị, trừ khử Bắc Kinh để trừng phạt thay cho các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá xấu đối với Trung Quốc. Khi vào rạng sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 7, tờ báo quốc tế cho biết con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới tiếp tục phải mở thêm những cửa xả để xả lũ bởi vì nước lũ đang hết sức cận kề. Nếu như không xả thêm thì sẽ nhấn chìm toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc. Tờ báo của quốc tế còn cho biết chi tiết như sau, đập Tam Hiệp phải mở thêm 4 cửa xả lũ nữa, nâng tổng số cửa xả lũ lên con số 15 và các cửa xả lũ này đang hoạt động 24/24 giờ, mức xả kỷ lục lên tới 50.000 mét khối trên giây. Theo một số tờ báo của phía Trung Quốc cho biết, nước lũ đang dồn dập đổ về con đập Tam Hiệp. Dự báo con đập này sẽ đạt đỉnh sớm nhất vào ngày hôm nay, khiến các đô thị dọc sông Dương Tử vốn đã chịu thiệt hại hàng trăm tỷ đô Mỹ thì nay tiếp tục bị nhiều hơn bởi lũ mới đang càn quét Bắc Kinh. Vào hôm qua 30 tháng 6, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tới thăm quận Đồng Nam thuộc thành phố Trùng Khánh, khu đô thị dọc sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng nhất trong những ngày qua. Đây chính là lý do vì sao ông Lý Khắc Cường có mặt tại đây. Trong thời gian vừa qua, thì lũ lụt liên tục càn quét Trung Quốc trong suốt hơn 82 ngày đêm, khiến cho nhiều tỉnh phía Nam của nước này bị ngập chìm trong biển nước. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm tới mưa bão. Việc quan tâm duy nhất của cơ quan đầu não ông Tập là muốn xâm chiếm Biển Đông ngay lúc này. Bởi vì dịch bệnh COVID-19 đang tàn phá các nước trên thế giới, đây chính là điều kiện thuận lợi nhất để phía Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông. Tuy nhiên, trước sự áp lực của người dân Trung Quốc vì nói rằng mưa bão đang càn quét mà phía chính quyền ông Tập Cận Bình bỏ bê. Chính vì vậy mà ông Lý Khắc Cường đã có mặt tại nhiều tỉnh phía Nam của Trung Quốc trong ngày hôm qua 30 tháng 6. Và ngày hôm nay, để thị sát và khảo sát trực tiếp những vùng bị lũ lụt do thiên tai gây ra, ông nói rằng phải tiếp tục chờ con đập Tam Hiệp mở thêm cửa xả để xả lũ, hy sinh những vùng thượng lưu, những khu đô thị mà phía Trung Quốc vừa mới xây xong. Đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc cao 185m được hoàn tất vào tháng 5 năm 2006, cung cấp điện cho một vùng rộng lớn của đất nước Trung Quốc, trong đó có cả Thượng Hải, Bắc Kinh, các tỉnh như Chiết Giang, An Huy và Quảng Đông. Ông Lý Khắc Cường nêu trong chuyến thăm huyện Đồng Nam nói rằng chính phủ sẽ nhanh chóng hỗ trợ người dân vùng lũ lụt, tăng cường giám sát đập và thúc đẩy hồi phục kinh tế. Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử và đang đối mặt với đợt lũ lụt tồi tệ nhất chưa từng ghi nhận trong lịch sử của phía Trung Quốc kể từ năm 1945 tới nay. Trung Quốc cũng chưa bao giờ gánh chịu những hậu quả thiên tai do dịch bệnh và lũ lụt như năm 2021 và năm 2022. Được biết, mưa lũ cũng có nguy cơ làm gián đoạn các hoạt động sản xuất của nhiều công ty nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga tại dọc sông Dương Tử. Chính quyền ông Tập Cận Bình dường như vẫn đang không biết sợ là gì. Ông ta vẫn đang rất hung hăng bởi vì ngày hôm kia thôi, tại thủ đô Bắc Kinh, ông ta nói rằng sẽ tiếp tục đem tàu chiến ra ngoài Biển Đông và sẽ tiếp tục điều giàn khoan ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí. Và nếu như nước nào xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò hay 7 hòn đảo nhân tạo của Bắc Kinh thì đều bị bắn bỏ. Đó là một sự ngang ngược và ngông cuồng của ông Tập, trong khi 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc liên tục bị mưa bão nhấn chìm trong gần 3 tháng vừa qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, những cơn mưa to đến rất to, thậm chí 3 cơn bão sắp tới sẽ còn tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc từ nay cho đến hết tháng 8, thậm chí sang nửa đầu tháng 9. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!